Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với SNews vào chiều ngày 8 tháng 10. Và ngay bây giờ thì hãy cùng với SNews chúng mình xem là hôm nay sẽ có những thông tin nào đáng chú ý nhé. Sau thông tin ca sĩ Phi Nhung qua đời thì điều khiến cho mọi người thắc mắc nhất chính là những người con nuôi của cô sẽ ra sao và ai sẽ là người tiếp tục nuôi dạy cho các em. Cũng ngay sau đó thì đại gia Hoàng Kiều ngỏ ý muốn nuôi dạy các em thay cho ca sĩ Phi Nhung. Nhưng doanh nhân Phương Hằng thì mong muốn đại gia Hoàng Kiều bỏ 10 triệu đô la vào tài khoản và lý do tại sao thì hãy cùng với SNews chúng mình tìm hiểu. Sau khi Phi Nhung ra đi thì tương lai của 23 cô bé, cậu bé mà nữ ca sĩ nhận nuôi được khán giả đặc biệt quan tâm. Được biết thì hầu hết các bé đều mất cha, mất mẹ hoặc không còn người thân nào bên cạnh nên mới được Phi Nhung cưu mang. Có em thì thậm chí chỉ mới 6-7 tuổi. Sau đó thì tỷ phú Hoàng Kiều đã bày tỏ lòng tiếc thương trước sự ra đi của một giọng ca tài năng và cho biết là sẵn sàng nhận nuôi 23 người con của Phi Nhung. Ông chia sẻ rằng đã liên hệ với phía gia đình và đang chờ đợi một câu trả lời. Nếu như gia đình Phi Nhung đồng ý thì Hoàng Kiều sẽ đưa các bé sang Mỹ và tiếp tục nuôi nấng cho đến khi trưởng thành. Nhưng mới đây thì doanh nhân Phương Hằng đã chia sẻ quan điểm về việc này. Theo bà Hằng thì ở đâu cũng là ở, nhưng vì các em đã quen môi trường ở Việt Nam nên việc ở lại quê nhà vẫn nên hơn là sang Mỹ cùng với tỷ phú Hoàng Kiều. Thay vì đưa các em sang Mỹ để thích nghi lại từ đầu thì bà Phương Hằng kiến nghị tỷ phú Hoàng Kiều: "Nếu anh thật lòng thì tôi cũng xấu hổ xin anh 10 triệu đô cho các cháu vào một tài khoản ngân hàng." Bà Hằng cho biết là số tiền lãi phát sinh có thể trang trải cho việc học của các em, còn nếu có thiếu thốn gì khác thì chắc chắn những người thân bạn bè của Phi Nhung ở Việt Nam vẫn có thể giúp đỡ cho các em được. Bên cạnh đó thì bà Phương Hằng cũng cho rằng thủ tục nhận đến 23 người con nuôi một lúc sẽ khá là khó khăn và sau này chuyện phân chia tài sản nếu có cũng sẽ rất là rắc rối. Những chia sẻ của bà Phương Hằng một lần nữa đã làm dấy lên tranh cãi từ phía dư luận. Hầu hết các ý kiến đều cho rằng bà Phương Hằng lần này đã đi quá xa trong chuyện gia đình của người khác, nhất là khi thủ tục hậu sự của Phi Nhung vẫn chưa hoàn toàn xong xuôi. Tin chắc rằng dù có quyết định ra sao thì gia đình Phi Nhung vẫn sẽ cố gắng hết sức để các em không phải chịu thiệt thòi, bởi vì được nhìn các em khôn lớn trưởng thành nên người là nguyện vọng của Phi Nhung lúc còn sinh thời. Và hiện tại thì về phía của tỷ phú Hoàng Kiều cũng chưa có phản hồi về lời đề nghị này. Và còn các bạn nghĩ sao về lời đề nghị này của doanh nhân Phương Hằng thì đừng quên để lại bình luận cho SNews chúng mình biết. Và chúng mình là SNews, mọi người quên like, share, đăng ký kênh để cập nhật tin tức mới có trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.